Ok, bây giờ chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với một video sôi đồ. Trong thời gian đánh phong độ thì Khải hơi rảnh rỗi. Sôi đồ nhà anh em một cao thủ No 1 server đường môn. Đây là anh cao thủ đường môn anh súng. Tăng trưởng môn đường môn nha anh em. Đây là cao thủ tăng trưởng môn đường môn và cũng như là cao thủ đã dành cho mình một cái số lượng hạng khá là chất. Đó là hạng 3 giải lâm minh chủ vừa rồi, trong cái tháng vừa rồi, hạng 3 giải lâm minh chủ nha anh em. Anh súng đó đang cởi một con môn tiêu. Anh em thấy bên dưới màn hình gấp số giờ không? Đang cởi một con môn tiêu nha anh em. Rồi, anh em cùng xem sơ qua sơ đồ của anh súng như thế nào nha. Nhìn sơ qua thì chúng ta thấy một con môn tiêu. Đó, đầu tiên server. Môn tiêu của phần thưởng khảo nghiệm ban hội thiên đớ top 1. Đó. Con ngựa này thiệt sự là đỡ mà nói con ngựa này hơn 5-70 triệu một con nè. Vừa rồi anh em có thể thấy đồ top không? Một con ngựa lên đến gần 7-80 triệu một con ngựa môn tiêu, thiệt sự là một cái sự quá kinh thành ở server này. Một ngựa không mà đã nằm giá hơn 5-70 triệu rồi. Rồi, tiếp tục là một cái ngọc bội cực phẩm. Ở server này thì cũng vậy nè mà, cái ngọc bội cực phẩm này thì nhu tình bắt đầu phân to. Thì nó cũng nằm giá ở khoảng đó là hơn 20 triệu một cái ngọc bội này nha anh em, hơn 20 triệu Việt Nam đồng nha anh em ơi. Nếu anh em không tin thì anh em có thể truy cập ngay vào trang chủ vợ công thành chiến sư.net. Trang chủ công thành chiến sư.net và đây là mấy chủ S8 Phật Sơn Ký Sử để anh em tham khảo mấy chủ này thử anh em đã biết nha. Chứ nhiều khi anh em bảo ốc khảo lên video anh em bảo bóc phép này nọ thì anh em cứ lên rồi anh em tự biết nha anh em. Nhiều anh em chơi mấy chủ khác anh em cứ vào anh em không hiểu anh em nói này nọ thì anh em cứ vào trang chủ công thành chiến sư.net và đây là mấy chủ S8 Phật Sơn Ký Sử để anh em có thể tham khảo nha. Đó, hiện tại hai món này đã không đã gần 100 chai đó anh em, thiệt sự là quá khủng. Hiện tại boss ra là anh em có đỡ Khải tự động đánh boss đi. Rồi tiếp theo, sử dụng cho mình một gia truyền kháng cả 17, kháng banh 15. Khá là chắc luôn, gia truyền quá đẹp. Gia truyền này phải vị trí phải hơn 5-10 triệu. Khải ở tầm 5, ở cái giá khoảng giữa 5-10 triệu nè. Không biết đâu. Rồi cái nỏ này thì hiện tại đang sử dụng cho mình một nỏ tốc 20, sát thương 40 dòng 1. Và cái nỏ này thì thằng em trong bang mình nó bán cho anh xuống với giá là 35 triệu Việt Nam đồng. 35 triệu Việt Nam đồng nha, một con số không hề nhỏ nha mọi người. 35 triệu Việt Nam đồng, quá khủng. Đó. Và một cái áo 40, làm chậm 40 và phòng thủ 19, cái áo này có thể sau này đi mang theo set đồng băng là ok luôn nè. Rồi lên giữa. Rồi tiếp theo là những món đồ tiếp theo. Áo này thực sự quá đẹp, áo này thì Khải không rõ giá được. Rồi, một cái nón quá đẹp anh em, một cái nón phòng thủ 24 dòng 1 và ở hiện tại bây giờ thì với set năm hành thì có thể xài được. Làm chậm 20 thì chưa kết được nhưng mà sau này nếu đi ăn băng thì vẫn ok nha em. Nón này thì thực sự là mua với giá nào thì Khải không rõ lắm anh em ơi. Tại vì những món này nó ngoài tầm kiểm soát của Khải này. Một tay làm chậm 40 dòng 1. Một tay làm chậm 40 dòng 1. Bao tay này được có cho mình sinh lực 114 là quá đẹp anh em ơi, nội lực luôn. Bao tay này bèo lắm phải hơn 1 triệu cho đến 2 triệu nè. Bao tay này thực sự phải 1 triệu đến 2 triệu. Sinh lực quá đẹp. Còn những bao tay thường như làm 140 thường thì nó nằm vị trí ở tầm 5-3 kim, có thể là 10 kim tùy theo lượng sinh lực như thế nào nè. Mà nếu rẻ lắm thì bao tay này cũng nằm ở giá khoảng 1 triệu đó nè, không ít đâu. Có 15 kim. Và đang có cho mình một cái nhẫn kháng hở sinh lực 122. Nhẫn này chỉ có khoảng vài kim, khoảng 2-300 nghìn, khoảng 3-4 kim nhẫn này. Và một đôi giày tóc 35, sinh lực cao và kháng hở 19. Cũng khá là ok. Giày này thì Khải nghĩ cũng tầm 5 kim cho đến 10 kim, khoảng tầm mấy trăm nghìn anh em ạ. Có thể mấy trăm nghìn. Và một cái đai lưng phòng thủ 19. Đai lưng này thì Khải cũng tầm chắc phải 10 kim cho đến 15 kim, khoảng 1 triệu quay đầu. Ở server thì những món phòng thủ thì vật lý thiệt sự anh em là nó rất là khó anh em, rất là khó kiếm. Một cái nhẫn kháng băng 24 thì giảm độc 40. Cái nhẫn này có thể nói ra là một nhẫn No 1 của kháng băng anh em ạ. Quá đẹp. Đỡ bao tay và ngọc bội kích. Nói chung là tổng sơ qua sẽ đồ này thực sự là phải hơn 100 triệu Việt Nam đồng anh em ơi. Hơn 100 triệu Việt Nam đồng. Anh em nào có tin đâu nè. Anh em nếu mà anh em không tin anh em có thể comment bên dưới cho vui anh em. Đó thiệt sự luôn. Còn anh em nào càng không tin nữa thì anh em có thể truy cập ngay vào trang chủ công thành chiến sư.net để anh em tham khảo mấy chủ này nha anh em. Thiệt sự là một ạc hơn 100 chai. Chưa nói là trong người anh ta đang có cho mình một cái kháng cả 5 và một kháng cả 5 từ tiếp viên tinh. Lượng kháng cả khá cao. Và một cái ấn tính tăng trưởng môn. Đó, như Khải có nói này là tăng trưởng môn đường môn. Và cũng như là vừa rồi đã có cho mình hạng võ lâm minh chủ hạng 3 server. Đó, của cộng với chủ S8 Phật Sơn Ký Sử này. Và những cái ấn tính như thế này thì nó có cộng cho mình một kỹ năng vốn có 9x nha nè. Một kỹ năng 9x. Đó, một kỹ năng 9x. Đó, kèm với kỹ năng vốn có một cấp từ phi phong. Và kèm với cái nhắc cửa trên đầu thì này đang có cho mình hai kỹ năng vốn có.
Nếu như có cái thêm cái mặt nạ của Tống Kim một kỹ năng nữa thì này sẽ lên 3 kỹ năng vốn có. Đó. Và kèm theo cái này một cấp 9 nít nữa thì cái skin 9 nít sẽ lên cho mình 34 điểm. Thực sự là một con số quá khủng khiếp anh em ơi. Đó. Và hiện tại này cũng đang là top 1 đường môn luôn nha anh em. Thực sự là này quá khủng anh em ơi. Thực sự không còn gì để nói. Có thể đang top 1 anh em à. Top 1, top 2. Rồi, anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho anh súng cũng như là ủng hộ cho video Khải một like, share, ủng hộ cho nha anh em ơi. Và Khải hay up video vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày và hay like vào lúc 7 giờ 30 phút tối hàng ngày nha anh em ơi. Và đừng quên tối lại anh em lên live stream xem ủng hộ cho nha mọi người ơi.